Hello. 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 Chào mọi người. Hôm nay ra ngoài quay cho nó mới mẻ tại vì mới mua một món đồ rất là hay muốn khoe với mọi người. Mình cũng xem YouTube này hay là xem Facebook không có kênh nào review về món đồ này. Đó là chiếc Osmo Mobile 5. Chắc là tại vì đang dịch Covid nên hàng tới tay mọi người khó khăn hơn sao. Chiếc DJI Osmo Mobile 5 này thì mình mua ở VG Camera với giá 3 triệu 7. Anh em có thể qua VG mua nhá. Đây là một thiết bị mà mình nghĩ là nó xứng đáng để mua nếu mà anh em nghiệp dư muốn có một thiết bị chống rung để có thể du lịch hoặc là quay hàng ngày. Cách đây một tháng mình cũng khoe với anh em ở đây mình mua chiếc Osmo Pocket 2 nhưng mà nó thật sự là có một vài nhược điểm mà mình không thích lắm. Ví dụ như là khi anh em bật 4K thì nó không thể tracking được theo khuôn mặt hoặc vật thể. Và tiếp theo đó là khi anh em quay buổi tối hoặc là hơi tối một tí thì nó không được tốt lắm. Chính vì thế mình đã lựa chọn chiếc DJI Osmo 5 này kèm với cả chiếc iPhone 12 Pro của mình. Bộ đôi kết hợp thật sự là tốt. Hôm nay mình sẽ đánh giá và review chiếc DJI Osmo 5 này nhá. Bắt đầu thôi. Điểm đầu tiên khiến mình thích chiếc DJI Osmo Mobile 5 này đó chính là nó gập gọn được và nó rất là nhỏ gọn. Lúc đầu thì cái thiết kế này nhìn có vẻ là hơi rối. Anh em tốt nhất là nên đọc hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng em nó anh em nhá. Mình cũng mất một thời gian để có thể làm chủ được nó đấy. Đầu tiên là anh em phải gạt cái này sang bên này. Đấy, rồi bắt đầu đẩy lên. Được chưa? Khi anh em đang sử dụng như thế này ấy, thì anh em nhớ là hướng thẳng đây đúng không? Thì chúng ta sẽ xoay cái này về đây. Sau đó anh em nhìn thấy cái mũi này không? Anh em đẩy ngược lên như thế này. Sau đó anh em nhìn ở đây cũng có một cái khớp này đúng cái hướng đấy luôn, anh em gập xuống để cho cái khớp đấy nó có thể đè lên nhau, thế là xong. Hơi phức tạp một tí nhưng mà tốt nhất là anh em nên đọc hướng dẫn sử dụng. Tiếp theo đó chính là vì nó nhỏ gọn nhảy, nó nhẹ nhàng lên việc đút túi quần rất là tiện dụng. Nó nhẹ chỉ có là 320 gram thôi, so với cả chiếc DJI Osmo Mobile 4 trước chúng ta có 420 gram, khá nặng. 100 gram là một vấn đề đấy anh em ạ. Nó nhỏ gọn, nó tiện dụng như thế nhưng mà có điểm yếu đó chính là pin của nó sẽ không được tốt như thế hệ cũ. Anh em sẽ chỉ có thể sử dụng được 5 6 tiếng theo cái công bố của DJI. Còn đâu là thế hệ tiền nhiệm Osmo Mobile 4 thì có thể sử dụng lên đến 10 tiếng. Đối với mình thì nhỏ gọn mới là quan trọng, còn đâu là thêm 10 tiếng với 5 tiếng không quan trọng lắm. Tại vì lúc nào đi du lịch cũng có sạc dự phòng mà, đúng không anh em? Và tất nhiên rồi, chúng ta kết nối với cả điện thoại cũng rất đơn giản thôi, giống hệt so với cả thế hệ Mobile 4 cũ, đó chính là kết nối nam châm hút rất là chặt và với một nút ấn có thể khởi động ngay lập tức. Anh em thấy thế nào? Giờ thì anh em sẽ cùng mình xem tính năng của chiếc DJI Osmo Mobile 5 này nhá, nó có những điểm gì mới, điểm gì hay. Đang có con mèo ngay bên cạnh mà mình muốn quay bên ngoài nên có nhiều những tiếng động lạ, mong anh em thông cảm nhá. Cái tính năng mà mình ưng ý nhất ở trên chiếc DJI Osmo Mobile 5 đó chính là đây, nó có khả năng kéo dài anh em ạ. Với tác dụng kéo dài này ấy, thì nó có những rất nhiều ưu điểm nổi bật và nó sẽ giúp anh em vlog tốt hơn. Ví dụ như là cái camera của anh em này, nó không, góc cứ để sát mặt này nó không được rộng đúng không? Hoặc là anh em muốn cho người xem, hoặc là anh em muốn cho người xem có được cái nhìn tổng quát nhất về không xung quanh, anh em có thể để xa ra đấy thì nó sẽ lấy được rộng hơn này. Và thêm nữa khi anh em để xa như thế ấy, thì nó sẽ giúp chúng ta có thể selfie được đông người hơn đúng không? Và nhờ khả năng kéo dài như thế này điều chỉnh nhanh gọn đầu, anh em có thể có những cái shot quay ấn tượng hơn. Rồi tính năng thứ hai mà mình muốn giới thiệu đến anh em đó chính là tính năng tracking. Đây, như anh em có thể thấy, tính năng tracking khuôn mặt 1.0 này nó rất là nhạy. Ví dụ như đây mình muốn giới thiệu chiếc xe ô tô của mình. Đó, nhưng mà góc nó quá thấp thì mình có thể đẩy lên cao. Có thể có một cái hướng rộng hơn, nhìn bao quát xe. Và lúc nào mình cũng là chủ thể. Thật sự tiện lợi cái tính năng tracking này.
tính năng thứ ba cũng là mới nhất ở trên chiếc DJI Osmo 5 này, nó chính là tính năng làm đẹp beautiful. Đây, đây là một tính năng thật sự là tuyệt vời đối với cả các chị em hoặc là các anh em như mình. Anh em thấy ba tính năng mà mình vừa mới kể liệt kê ra thì anh em thấy tính năng nào hay nhất có thể bình luận ở phía dưới comment cho mình nhé. Mình sẽ tổng hợp lại, đó chính là tính năng mình thích nhất, đó chính là tính năng kéo dài để giúp anh em có thể làm vlog này, quay những shot quay đặc biệt này. Cái thứ hai đó chính là tính năng tracking cho khuôn mặt, nó liên tục đi lại di chuyển theo cái khuôn mặt của chúng ta, không cần chỉ cần nghiêng thôi nó vẫn nhận ra được đầu, chứ không phải mỗi mặt anh em nhé, nghiêng vẫn không thể nhận diện được. Và tính năng thứ ba đó chính là tính năng tự động làm đẹp, sẽ giúp cho anh em có thể sẽ giúp anh em tự tin hơn trước máy quay, mặt lúc nào cũng trắng hồng dễ thương, lúc nào cũng đẹp cả, vẫn đang quay rất là tiện. Ngoài ra có rất nhiều những tính năng khác mà mình không liệt kê ra, ví dụ như là tính năng zoom in zoom out hay là tính năng hyperlapse timelapse, tại vì đang ở nhà đang dịch nên rất khó có thể đánh giá được cho anh em. Bây giờ mình sẽ cầm chiếc DJI Osmo Mobile 5 này di chuyển chạy một đoạn, anh em xem tính năng chống rung nó có hoạt động hiệu quả không nhá. Rồi, và video và đoạn video đó cũng là để dành để kết thúc chương trình. Cảm ơn anh em đã xem video. Hẹn gặp lại anh em ở các video khác nhá. Nhớ ấn like và đăng ký để ủng hộ mình đấy. Bye bye. Mình đang thử tính năng đi bộ và nói chuyện với anh em, tracking theo khuôn mặt. Anh em thấy khả năng chống rung nào có thể bình luận cho mình biết nhá. Mình hoàn toàn không xoay camera nhá. Đó là cái gimbal đang tự động chuyển hướng theo cái hoạt động của đầu mình, kể cả mình để ngang như thế này. Mệt không anh em? Bây giờ chúng ta sẽ thử chạy nhé. Anh em thấy sao? Hiện tại đang quay thì mình cũng không biết được là nó chống rung tốt đến mức nào, nhưng mà mình sẽ edit để xe cho anh em cùng cảm nhận với mình. Rồi, hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.